Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình, mình thấy gì đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Plants vs Zombies 2. Và nếu anh em nào thích cái video này đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Rồi, ở đây thì chúng ta đã lấy được thêm kẹo này. Thì hôm nay có lẽ mình sẽ đi mua cây mới nhỉ, lâu lắm ta không đi mua cây mới rồi. Trong này hôm nay sẽ bán cái hot date nhỉ bạn. Thật ra thì hot date nó khá là cùi và mình không muốn mua cái hot date này lắm, thật sự như vậy luôn. Chúng ta sẽ đến với mấy cái cây chính đây này. Có Snowpear, có Gold, cái tạo ra vàng này, Gold Bloom này, Solar Tomato, Cool Snap, Apple Motor. Có lẽ mình sẽ mua gốc cây lửa đi nhờ anh em. Gốc cây lửa quá là hịn luôn. Mình sẽ bỏ ra 109k nhá. Và nếu cái video này mà được 1k like thì ngày mai mình sẽ mua thêm một cây nữa, có thể là Power Lily hoặc có thể là cây Copy. Mình sẽ mua cây này nha. Lâu lắm rồi, mình thích cái cây này lâu lắm rồi. Giá là 109 ngàn. Rồi ok, thanh toán thành công. Rồi chúng ta sẽ mua được cái cây này. Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là sẽ có cây này rồi. Và mình sẽ vào mà chiến luôn trong phần BATTLEZ. BATTLEZ thì sẽ có một cái trận chiến mới anh em ạ. Oh, chúng ta sắp unlock cái này này, còn 5 ngày nữa. Không biết có điều đủ không. Free play, mùa giải mới đã bắt đầu. Mình sẽ cố gắng lên được cái cúp vàng nha anh em. Hôm nay ta sẽ dùng con mèo. Con mèo nói chuyện với anh em. Rồi, hôm nay mình sẽ đối đầu với rồng anh em ạ. Hôm nay đối đầu với rồng nha. Gốc cây lửa, đúng rồi, tôi phải nâng cấp gốc cây lửa lên chứ nhờ, quên mất. Gốc cây lửa này nâng cấp được level khá là cao đấy. Đừng có đùa với nó. Level 3 rồi nè. Giáp nó sẽ lên khoảng 600 giáp. Con này là vừa thủ luôn. Level 4 nè, đừng đùa. Có khi lên được level 5. Giáp lên tầm khoảng 800, săn sẽ giảm xuống còn có 125 thôi. Upgrade mất khoảng 4.000 tiền nữa và chúng ta lên level 5 anh em ạ. Ui, cây này thì kết hợp với cây đậu ba đầu là hợp lý, kết hợp với cái cây đây như thế này. Rồi chúng ta sẽ cần thêm một số cây nữa, đó là squat nhờ. Squat anh em nó có chiến thuật nào hay thì có thể comment xuống dưới nha. Thêm một cái cây nữa thì mình chưa biết sẽ dùng cây gì để có thể đánh được bọn này. Dust Robber, cây ván này thì theo nhiều bạn là không cần săn đâu anh ơi, tại vì săn nó sẽ có sẵn luôn, nó sẽ cho mình rất nhiều săn. Hôm qua mình đánh ở trong cái phần kia rồi nên mình biết được một chút. Lava guava cũng được các bạn nào. Ok, chào mừng cây lửa. Wow, cây lửa mạnh đây, là cây lửa rất mạnh. Let rock, chờ mình quên không đặt à? Nhầm à? Hình như hơi nhầm à? Đấy, đặt hai cây này thì hợp lý hơn chứ. Bó tay luôn, bonus mất được. Đáng lẽ phải đặt chứ, quên rồi, thế mới điên chứ. Đặt đầy phát anh em, tăng sức mạnh lên phát nhờ. Bảo vệ cái này luôn. Dĩ nhiên rồi, chúng ta đang cố gắng để đặt đây. Lava guava, các kiểu thể loại. Ui ôi, nó vào nhanh ghê. Nó vào nhanh ghê ra nhờ. Khó chơi, hơi khó chơi. Nó sẽ ăn mấy cây này của mình. Ui ôi, mình đều có 16.000 thôi, hiện tại mình có được 16.000 thôi anh em ạ. Ui, dã ma, đáng lẽ mình đặt ngay từ đầu thì hợp lý. Ui, còn nó trâu lắm ấy. Chúng ta sẽ không thể đánh được rồi. Theo như mình thấy nó sẽ khó đánh rồi. Khó đánh ghê ra. 69.000. Rồi 72.000 thì mình vẫn đang cố gắng để thắng đây. Gốc cây lửa, để đấy, lửa xanh, các kiểu có đặc điểm ở đây. Cố lên nào. Chúng ta sẽ đặt đây là lửa xanh nha. Đấy. Đấy, lên. Vẫn có thể là kịp, vẫn có thể là chưa có vấn đề gì à? Hiện tại là chưa có vấn đề gì. Lên lửa xanh lên. Lửa xanh nên bắn cho nó chất nhá. Chất lượng như thế này, bảo vệ. Đấy, như thế này là hợp lý này. Rồi ok. Có lẽ phải đặt đây giờ trên hoặc là cái gì đó. Chúng ta vẫn sẽ chiến thắng thôi. Cố gắng thì vẫn sẽ chiến thắng được. Không có gì là khó cả, đúng không? Cố lên, bảo vệ nào. Lava guava, đập nó. Ấy chà chà, tôi mất hết cây bên này rồi. Đáng sợ ghê nhỉ. Cố lên nào. Vào đây á. Vào đây á. Ôi chết luôn rồi. Lửa xanh thật sự rất là khỏe. Và nó mắc khỏe luôn ấy. Ngon vãi. Lava Guava để bảo vệ mấy cây này. Ui ôi. Giết nó, giết nó. Giết nó anh em. Chưa vẫn có lửa xanh đúng không? Chúng ta hết Plant Food rồi. Hết sạch Plant Food rồi. Không là mình cũng có thể đánh được thêm đấy. Vẫn còn được hơn 600.000. Ui được, vẫn đánh được. Vẫn đánh được. Đấy, ngọn lửa xanh thì có mỗi một hướng nhỉ. Hơi yếu, chỗ này lửa xanh hơi yếu. Nhưng mà chúng ta vẫn được khoảng 600.000 điểm. Với chiến thuật như thế này cũng gọi là rất ổn anh em ạ. Bắn luôn. Vẫn bắn được, vẫn còn 20 giây nữa. Con boss bị đơ cơ. Bị choáng rồi. Đánh nó anh em. Cố lên nào. Ôi, cho con đấm được con boss hơn 1 triệu điểm kìa. Đừng có đùa. Đừng có đùa với ninja rùa nha. Ai chà chà chà. Khủng khiếp nhờ. Khủng khiếp ghê thôi. Rồi xong, đã xong. Chúng ta đã chiến thắng và chúng ta đã tiếp tục continue ở đây. Chúng ta có 3 trận thắng rồi. Chiến thuật này thì thấy là cũng ổn và cũng là hay. Cũng khá là hay ho. Rồi chúng ta sẽ có Apple Motor, có Fire Piercer. Bây giờ mình cần kiếm vàng ấy. Kiếm vàng là chủ yếu thôi. Chứ mấy cái kia thì cũng không cần nhiều lắm. Vàng để nâng cấp cây ấy. Nhiều cây mình còn chưa nâng cấp lên được. Tiếp tục là Silver nhá. Mình sẽ cố gắng leo lên rank vàng trong hôm nay. Cái gì đây? Bạn và Ring. Ok, hôm qua mình dùng cái chiến thuật gì mà được nhiều điểm lắm ấy. Hôm qua theo như mình thấy là mình sẽ dùng cái chiến thuật đó chính là bowling này, cái cây apple sir min này, level 2 này, khỏe phết đấy. Thế thì chọn cái này và chọn một số cây. Đúng rồi, hôm qua dùng cái cây tăng sức mạnh cho nó đúng không? Cái này á, cái này thực ra không cần, mình sẽ dùng những cây khả năng là bảo vệ mình ấy. Khả năng là bảo vệ càng nhiều càng tốt. Mình sẽ sử dụng cây thu nhỏ striking được không? Không cần, thật sự không cần. Thôi miên được không? Cũng chẳng cần. Tạo giáp được không? Chẳng cần. Chứ chọn cái nào? Để xem nào. Cái này khả năng làm slow này. Slow cũng khá hay, hay trồng một cái hàng này ở phía dưới. Là cái lava guava. Lava guava giảm sức mạnh của hệ phép thuật nhá. Hệ phép thuật là bị giảm, bị nếp sức mạnh rất là nhiều. Lava guava này. Đấy, đủ cây rồi nhá. Và chúng ta sẽ chiến thôi. Mình phải trồng cây trước. Đấy, trồng một cái hàng này trước này. Level 3 cũng gọi là khá là khỏe đấy. Cũng không yếu đâu. Rồi, ok. Hết cây nha. Ôi, đáng lẽ trồng cái này cũng được này. Trồng cái này để bảo vệ cây cho chúng ta chứ, đúng không? Quên mất. Không sao, nó sẽ hồi nhanh thôi mà. Quan trọng mình phải có tiền á. Bonus thêm 10.000 khi giết được con boss này. Thế thôi. Tấn công nó anh em ơi. Ý sờ. Để đây phát. Từ từ. Đang vào. Giết nó hết đi anh em ạ. Xong rồi bắt đầu bắn. Hợp lý chưa? Có vẻ như là khá là hợp lý. Và nó cũng không thể vào được ấy. Assessment. Nó sẽ đá bọn này lên. Đấy, đã chết rồi. Nhanh ghê nhờ. Wow, nó sẽ bắn một hàng luôn anh em ạ. Khá là khó chịu. Cái cây kia cũng sẽ được tăng sức mạnh lên một tí. Như thế này. Đặt liên tục cho mình luôn. Hồi mắc nhanh luôn đấy. Khá hay ho. Không hề tệ một chút nào mấy cái tiến hóa lên ấy. Khỏe. Ui. Lava guava. Đặt luôn anh em. Một phát. Ui, nó bắn cho như thế này thì chịu thế đếch nào được. Sợ vãi chưởng luôn. Nhờ. Đặt đây phát này. Đang cố gắng để thiết lập lại cái hàng phòng ngự của chúng ta. Chỗ này thì cũng sẽ nhanh đai thôi. Assessment. Đẩy nó nào anh em. Đông đấy. Chơi đấy. Được đấy. Được. Chúng ta sẽ để mấy cây này vào hệ thống phòng ngự của chúng ta cũng rất khỏe. Đừng hỏi tại sao, đừng hỏi tại sao. Con bot kia đai chưa? Còn hơn 1 phút nữa cơ. Thoải mái đi. Cho được hơn 900.000 rồi với chuyện này. Hiện tại vẫn đang rất là ổn, không có nhiều điều gì đó. Úi dồi ôi, chạy đâu cưng, chạy đâu cưng. Hết tiền. Trên kia vẫn để cho nổ anh em ạ. Mấy cái này dùng liên tục luôn đấy, dùng hết công suất luôn. Nổ, nổ đây. Ai cha 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 cha, nó đá đẩy khó chịu ghê nhỉ. Chết hết cây rồi. Chết hết sạch cây rồi. Bắn nó anh em. Úi dồi, chưa kịp làm gì thì nó đã thịt cái cây của mình rồi. Bó tay.com luôn. Mình vừa mới đặt xong, vừa mới đặt xuống cái nó đã giết mình rồi anh em ạ. Chưa kịp làm gì luôn ý. Đậu xanh 1.300.000 này. Vẫn còn full lực các kiểu này. Vẫn còn full mấy cái hiệu ứng này đây. Còn 2 giây, còn không kịp cơ. Có lẽ mình sẽ đặt thêm 1.700.000. Chuyện này cũng rất là hay, cũng rất là hay ho. Rất là tuyệt đấy chứ, đúng không? Mình có lẽ mình sẽ dùng cái chiến thuật một chiến thuật khác đi để xem như thế nào. Tiền khá nhiều, tiền nó cho rất nhiều đằng khác ấy, không phải khá nhiều mà rất là nhiều. Chúng sẽ làm vài ba trận gì đó để xem như thế nào. Hãy sử dụng cây sấm sét ta. Đây cây sấm sét cũng khỏe. Cây electric pulsator kết hợp với cây min filamin, xong kết hợp với một đống cây kia nữa nhỉ. Theo mình nghĩ là hợp lý. Mình sẽ kết hợp với một đống cây bảo vệ mình như lúc nãy, chắc chắn luôn rồi. Một này, lava guava các kiểu, những cây khả năng bảo vệ chúng ta thì dùng hết thôi, không cần phải chọn cái khác đâu. Chọn thêm một cái cây nữa. Cây lúc nãy là cây nào nhỉ? À, cây óc chó nổ này. Cái này giá là 175 thì nó hơi chát. Thật sự là hơi chát so với bình thường. 175 à? Hiện tại chưa có tiền rồi. Thôi tạm thời để thế này đã. Led rock này, led rock luôn. Thử cây sấm sét xem như thế nào. Cây sấm sét thì khả năng đánh lan rất là ngon nhưng mà không có slow. À, slow đằng sau. Có con này mới khó chịu này. Nó đánh theo hàng nè. Rồi may quá, mình sẽ không chết cây nào cả. Mày ghê ra. Ôi đậu xanh vừa mới đặt xong. Vừa mới đặt xong cái đã chết luôn rồi. Cái quái gì vậy? Tôi đếch hiểu luôn tại sao. Ok, nó sẽ giết mình là điều chắc chắn. Không còn từ nào nữa để ấy rồi. Giật điện này anh em. Từ từ bình tĩnh. Tiền vào đây bây giờ mà. Chúng ta không thiếu. Giết con này trước này, không nó đạp cho phát thì cũng mệt. Đấy, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa. Ui dồi ôi, nó còn giết luôn cả cây của mình cơ anh em ạ. Bó tay. Nó tự giết đồng loại của nó luôn. Dã man con ngan thật. Lớn lên nào anh em, chúng ta vẫn có sẽ có slow ở phía sau. Và vẫn rất khỏe. Vẫn rất là khỏe luôn. Cố lên. Ui trời ơi. Nát cây này rồi. Ghê thế nhở. Mình vẫn sẽ có một cái hàng phía dưới. Đáng lẽ nên để cây hoa này ở trên. Cây hoa này vẫn sẽ là ở trên này. Nó giật cho tung đít. Nếu các chú muốn thì anh sẵn sàng trả lời. Rồi ôi, được thêm một cái nữa anh em. Ok. Tăng sức mạnh cho mấy cây này là hợp lý hơn này. Giật điện là mọi lúc mọi nơi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, mấy cây này thì nó sẽ bảo vệ chúng ta khá là tốt. Hiện tại vẫn chưa có vấn đề gì cả. Và mình hiện tại mình vẫn đánh được, vẫn đang đỡ được. Nó sẽ di chuyển chậm hơn bình thường một tí. Nó đông ghê nhỉ. Thật sự nó rất là đông mà sao điểm số ít thế. Điểm số ít quá ấy. Điểm số mắc ít luôn ấy. Nó sẽ đi vào đây. Nó sẽ đi vào đây. Cố gắng giết bọn này luôn anh em. Sử dụng năng sức mạnh cho cái Plant này. Lửa lên nào. Đốt lửa lên nào. Nó còn không cho mình đấy cơ. Nó còn không cho mình đứng như thế này thì làm sao mà đỡ được. Làm sao mà đỡ được. 400. Ôi cái chiếc này ít điểm quá anh em ạ. Chiến thuật sử dụng cái cây cái điện này của chúng ta ít điểm quá cơ ấy. Xong con boss nó chưa chết được ấy. Phải giết được con boss cơ. Vấn đề là phải giết được con boss này nè. Hiểu không? Phải dồn đan con boss sẽ cộng thêm khoảng 10.000 nữa thì phải. Nó sắp đuổi kịp mình rồi. Con boss bonus thêm con boss kìa. Được không anh em ơi? Con khủng long kia nó... Rồi cho con bonus thêm. Càng giết được con này nhiều thì nó sẽ càng bonus thực thêm nhiều thôi. Và điểm số chúng ta sẽ càng nhân lên kinh khủng. Rồi đấy. Hay phết anh em ạ. Nhìn chung là chúng ta đánh thì nó cũng rất là tuyệt. Rồi. Theo như mình thấy như vậy. Mình sẽ làm vài trận nhiệm vụ nhé. Mình có rất là nhiều nhiệm vụ. À đúng rồi, cái nhiệm vụ 100 game của mình không biết là nó đang ở đâu. Không biết còn không. Wave Booster 730.000 điểm. Vẫn chiến thắng. Ui, thằng Jacob Better này nó đã đứng thứ nhất rồi này. Ghê thật. Thêm 5 game là chúng ta sẽ có 59 game để nâng cấp thêm cho cây. Ancient Egypt đây, mình sẽ vẫn có cái quest này. Trên điện thoại không có nhá, thế nhưng mà trên máy tính lại có. Hay chưa? Một cái màn siêu khó. Có lửa đốt này. Khó chịu ghê ta. Xem có cây nào được trồng không? Chưa rồi, có lẽ nhiều cây đã dùng rồi. À chưa. Bút chưa dùng cây nào nhá. Bút chưa dùng một cây nào luôn, hay chưa này. Chúng ta hãy dùng cái bút nào đây. Tăng sức mạnh cho bên nào đây. Chúng ta sẽ có wasabi, có mấy cái nấm nước này thì nó hơi củ chuối. Wasabi lấy cái này này. Rồi có lẽ là chúng ta sẽ đánh được. Không có cái cây nấm niếc gì hay là cái nào nhỉ. Rồi có lẽ em sẽ chơi bằng tất cả những cái gì mình được tăng sức mạnh. Ý chiến thôi. Cái này không cần bảo vệ hàng hoa nên nó khá là bình thường, không có gì là khó khăn lắm. Chúng ta sẽ cần không có quá nhiều săn đâu anh em ạ. Phải có tạo ra săn trước. Cây nào tạo ra săn nhanh đây? Cây nào tạo ra săn nhanh nhỉ? Cái này tạo ra săn thì cũng được này. Đánh cũng ngon. Ngon vãi lều ra. Chúng ta sẽ chọn những cái cây tăng sức mạnh nhá. Này. Cây tăng giáp đó rồi. Ốc chó thường. Đấy, quả ốc chó thường. Ốc chó thường cũng level 6 rồi. Cũng chẳng phải yếu một tí nào cả, đúng không? Cái này luôn này. Mấy cái cây hành hiếc thứ cũng được. Cho vào hết đây. Nhưng không có cái băng đóng băng nhỉ. Đóng băng thì làm hai cái con này là sao? Thêm hai cây nữa. Cây này cũng có tăng sức mạnh được à? Cho cái biến nó thành zombie được đúng không? Săn giá 125. Khá hay. Và cái Stanion đấy, Stanion đây 10.000 để nâng cấp. Yes, không cần tạo ra săn. Mình có này tạo ra săn rồi anh em. Chắc chắn luôn. À, một cái điều nữa là không có săn thật ạ. Không có săn thật anh em ạ. Và cái này hồi lâu lắm. Chết rồi. Tôi tính toán nhầm rồi. Cái này đánh là Stephen cần có nó để nó ấy được. Cho vẫn có thêm ít săn nữa, chắc chắn rồi. First try. Úi rồi. Nó sẽ bị lấy vào đây. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ cần có thêm săn anh em ạ. Không có săn đây mệt lắm ấy. Cho nó ăn đi đã. Cứ bình tĩnh. Không việc gì phải vội cả. Cái này có đốt được mình không nhỉ? Mình chẳng biết nó có đốt được mình hay không nữa. Nhưng ta sẽ cần 125 đồng để có thể lấy được đây. Rồi, có thêm săn anh em. Cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh mới lĩnh được lương nha. Ăn rồi. Nó đã bắt đầu ăn vào rồi. Lại có thêm săn rồi anh em. Rồi, cho lên trên. chúng ta sẽ bảo vệ mấy cái hệ thống hàng cây của mình từ từ, cứ bình tĩnh chúng ta sẽ đánh được thôi. Rồi lại có thêm mấy, lại có thêm săn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Nó càng trụ lâu thì mình càng tốt cho mình thôi. Đấy. Ok. Nó đi rất là nhanh nha. Ôi, xong tới rồi. Còn này là xong tới rồi, nó đi nhanh quá. Vẫn đánh được, hiện tại vẫn đánh được. Trời ơi, chỗ này thì đánh thế nào đây? Chỗ này thì đánh thế nào đây anh em? Tác dụng sức mạnh lên phát. Có mỗi cái thể loại này thì nó không đập được này. Hơi khó chịu nhỉ, hơi khó chịu ở đây một tí là nó đi rất là nhanh, tốc độ đi rất là nhanh luôn đấy. Khó chịu ghê, không đủ săn để mà ấy là mấy cái cây lửa này. Mắc khó chịu. Ấy cha cha cha. Thắng thì nó sẽ thắng rồi nhưng mà nó hơi bị củ chuối. Hãy cho ăn cái này không? Ồ không được anh em ạ, cái này không được, nó đốt hết của mình luôn đấy. Nó sẽ đốt hết sạch cây của chúng ta luôn. Rồi rồi. Ok, mình hiểu. Vẫn thắng. Vẫn thắng nhưng mà theo cái kiểu là theo cái kiểu chơi cảm tử kiểu này thì khá là hài. Rồi ok, thì chúng ta sẽ kết mình nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plants vs Zombies 2. Xin chào, gặp lại. Bye bye.